Xin chào các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào các bác đến với kênh Dao Việt của em. Kênh Dao Việt của em là kênh lò rèn chuyên sản xuất ra những con dao nhà bếp phục vụ các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em lại review được mấy con dao phổ thông. Con dao các bác đặt em đã hoàn thiện. Đấy, cũng hết cái SEA Games bóng đá thì em lại đăng liên tục cho các bác. Vừa qua thì cái mãi SEA Games đăng video nó hơi cách quãng nên các bác thông cảm. Thì hôm nay em review được mấy cái con này thì các bác có ưng mẫu nào thì cứ liên hệ với em các bác nhá. Đây ưng mẫu nào thì cứ liên hệ với Zalo số máy này, gọi điện trực tiếp. Đấy, còn các bác quan tâm đến nhiều ấy, các bác hãy đăng ký kênh này. Đấy, ấn vào nút quả chuông bên phải màn hình điện thoại đen đen đấy, nó sẽ đăng ký thì nó sẽ em đăng video thì nó sẽ báo về máy cho các bác mỗi lần, các bác khỏi mò. Còn kênh thì là kênh Dao Việt đây rồi. Đây giờ em cũng nói chi tiết mấy cái cây em đã hoàn thiện xong đây, nói chi tiết cho các bác coi. Gồm ba bác đặt đây, ba cây này này, 1, 2, 3. Đây gồm một con dao chặt đây, chặt dày 5 ly đây, lưỡi dài 22 bản, rộng 9.5 cho đến 10. Đây, mẫu đẹp. Đây là mẫu dao chặt các bác nhá. Đấy một cái combo đây này. 1, 2, 3 con này. Đấy. Hoặc là với một cái con buông thay cái con này sang cũng được. Đấy, các bác muốn thay con nào cũng được. Đấy. Thì cái giá cả nó như nhau. Ồ. Nó vào là 1 triệu. Đấy. Nếu mà các bác lấy thêm một con hoa quả nữa thì cũng được. Các bác không lấy thì thôi. Một con hoa quả nó vào 1 triệu 2 ấy. Còn bỏ con hoa quả đi thì nó vào 1 triệu 1 ấy. Đấy không? Các bác lấy mà đến 5 con. Nha các bác nha, các bác có quan tâm đến con nào thì cứ nói với em rõ cụ thể. Còn đây là hai cái cây dao này, hai cây này là hai cái cây dao làm cá vừa qua bác trên đấy của em mấy cây này này, thì bác kia cũng đặt hộ người thân hai cây giống nhau. Đấy, bác này ở cái khu làm cá. Đấy, lưỡi dài chỉ có 18 cm thôi. Đấy, tăng đầu đang đi về mổ cá, chặt cá, tằm tắp tắp cái loại cá nhỏ nhỏ bác này chia sẻ này. Bác nói với em là cái cá của bác này cũng con cá ngắn ngắn nhỏ nhỏ đấy. Đấy. Vì em mổ sẻ sẻ chặt chặt suốt cả ngày, băm vây suốt cả ngày. Đấy. Ở đây em bán cái cây này với cái giá là 400k các bác nhé. Xem giấy được. Giấy này nó cũng dính nước mưa, nó hơi ẩm. Đây là hai, mỗi cây em bán đây, hai cây này là 800k của bác đây. Đấy, còn đây là tiếp theo là cái cặp dao này là dao thái của bác đặt này, lưỡi dài 25 cm lưỡi, hai con lưỡi dài 25 chuyên thái, sống mỏng thôi, mỏng hơn 1 ly thôi. Đấy, tang. Đấy, con này là chuyên thái các bác nhá. Đấy, nó là dòng chuyên thái thôi, xén giấy thì khỏi bàn. Đây cũng vậy, chuyên thái. Dao mỏ chuyên thái cho các bác nhá. Đấy, bác cái này. Đấy, hai cây này cũng 400.000 một cây. Các bác thích cây nào thì Zalo cho em. Còn tiếp theo đây là một cái cây dao này, là cây dao chặt đa năng. Bạn này bạn ấy yêu cầu cho mình hai cái khâu đầu khâu cuối này, nó khỏe này. Sống dày đến 7-8 ly này. Đấy, con này thì chặt gà vịt đa năng nha các bác nhá. Thái được. Đấy, chặt gà vịt đa năng thái. Lưỡi thì bản nó có rộng chỉ có 6 cho đến 7 thôi nhá. Độ dài của nó là lưỡi dài 20 đến 21. Đấy, cái này em bán với cái giá là 450k nhá, bao ship. Những cái giá em đưa ra đây cho các bác này em bao ship hết cho các bác nhá, để cho nó dễ luôn chứ không phải vòng vo về cái tiền ship gì cả. Và tiếp theo đây nữa,
Đây cũng vậy, đây cũng là một con dao đa lăng. Con này thì sống dày đấy, gọi là 5-6 ly ở trong này. Đấy, nó mỏng dần ra đầu mũi, cũng hãng đa lăng các. Con này nó nhỏ hơn. Đấy, con này thì 400k nhá, bao ship. Cũng hàng đa lăng. Đấy. Đấy, dòng đa lăng chặt gà vịt được các bác. Sấn gà vịt muốn làm gì thì làm trong khoảng đấy. Cuối cùng đây là cái con dao chặt. Dao chặt này thì em làm nhiều rồi các bác rồi. Đấy, dao chặt này em làm vừa qua thì phổ thông rồi các bác rất là yêu thích. Đây là dao chặt theo cái kiểu dáng này. Mẫu mã nó độc lạ thì đấy, độc lạ cho nên là các bác cũng thích cái mẫu này. Giá cả thì nó nhỉnh hơn một chút thôi. Đấy, nó khoảng độ 600k báo ship. Đây là mẫu dao chặt. Nó hơn cái con dao bình thường này có 100k. Cái này nó làm nó nâu hơn, cầu kỳ hơn một chút, tốn công hơn. Cái này thì các bác cũng hiểu rõ. Đấy. Còn em này em bao chặt nha các bác nhá. Bao chặt cho các bác. Bao bén, bao chặt. Bao sắc, gọi là bao sắc, bao chặt đấy. Đây. Em mài xén được cả giấy luôn cho các bác. Đây em cũng giới thiệu cụ thể chi tiết và giá cả từng con rồi, cho các bác khỏi phải lăn tăn để cái vấn đề gì cả, xem video được chốt luôn là chốt luôn, không có phải nghĩ ngợi về hỏi lại giá cả như thế nào. Đây, em cũng không giấu giếm gì cả, bán công khai luôn cho các bác. Đấy, cuối video thì các bác có quan tâm đến dao dựa thì cứ Zalo số máy cho em nhá, hay hoặc là số điện thoại em để góc video ấy. Rồi, xin hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.